giả truyền hình thân mến, chúng ta đang cùng nhau đến với những hình ảnh tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để cùng chờ đón trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu thứ 5 của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Sơn La và Hà Nội II. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý vị khán giả đứng dậy làm lễ chào cờ. Quốc ca. Xin chào cảm ơn và xin mời toàn thể tất cả quý vị cùng an toàn. Đây là trận đấu giữa hai đội bóng ở nhóm cuối trên bảng xếp hạng lúc này. Câu lạc bộ Sơn La là đội bóng duy nhất cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có được điểm số nào. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, trọng tài chính là bà Lê Thị Thanh Mai, các trợ lý là bà Dương Thị Phương Thảo, ông Trần Thế Anh và trọng tài thứ tư là ông Tạ Thanh Huy. Để tiện cho quý vị khán giả theo dõi trận đấu, chúng tôi sẽ được giới thiệu đội hình ra sân của hai đội ở trận đấu ngày hôm nay như sau. Bên phía các cầu thủ Sơn La, thủ thành mão số 29 Hà Thị Minh Ánh, cao thủ số 6 Thanh Thủy, số 9 Lào Thị Thảo, số 10 Hoài Vi, số 17 đội trưởng Thu Phương, số 20 Ki Chun, số 22 Hải Vân, số 23 Lò Thị Hằng, số 24 Kim Hòa, số 28 Hương Lan, số 46 Cà Thị Mến. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Sơn La là ông Lường Văn Chuyên. Trong khi Hà Nội II ra sân với 11 cầu thủ bao gồm thủ thành mão số 25 Vân Liên, cao thủ số 4 Vân Anh, số 5 Thùy Nhi, số 6 Ánh Mỹ, số 7 Lê Thị Trang, số 23 Bạch Thu Hiền đội trưởng, số 25 số 41 Trương Thị Hoài Trinh, số 45 Nguyễn Thị Thương, số 46 Lê Thị Kim Oanh. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội II là ông Phạm Hùng Vương. Sau 4 lượt trận đã qua thì các cầu thủ Hà Nội II đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Họ có được một chiến thắng trước Thành phố Hồ Chí Minh 2 và lúc này đang có được 3 điểm. Trong khi đó thì Sơn La đứng ở vị trí cuối cùng. Họ chưa có được điểm số nào. Trước đối thủ không quá chênh lệch về trình độ thì đây cũng là cơ hội để câu lạc bộ nữ Sơn La, đội bóng trở lại giải vô địch quốc gia, sẽ có thể tìm kiếm được điểm số đầu tiên. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Trong hiệp 1, các cầu thủ Hà Nội II thi đấu trong bộ trang phục áo trắng, quần trắng và tất trắng bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị khán giả. Trận đấu này đang được gửi tới quý vị trên kênh On Football thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Bên cạnh trận đấu này thì sẽ còn 3 trận đấu nữa diễn ra trong ngày hôm nay. Đó là cuộc đối đầu giữa Phong Phú Hà Nam gặp Thành phố Hồ Chí Minh 2, Hà Nội 1 gặp Than Khoáng Sản Việt Nam và vào lúc 17 giờ sẽ là Thành phố Hồ Chí Minh 1 đối đầu với Thái Nguyên TNT. Cao thủ Hà Nội II đã nhanh chóng đẩy đội hình lên cao. Họ là đội bóng đang thể hiện sự quyết tâm chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Kim Oanh, Thùy Nhi là một thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam. bên phía U20, xin lỗi quý vị, bên phía câu lạc bộ Hà Nội 2 có khá nhiều những cầu thủ quen mặt của đội tuyển U20 quốc gia. Lê Thị Trang. Lê Thị Trang là một cầu thủ như vậy. Hải Vân. Pha lên bóng của các cầu thủ Sơn La khá thoáng. Thanh Thủy. Nỗ lực phòng thủ thành công của các cầu thủ Hà Nội 2. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng là ông Phạm Hùng Vương. Với những đội bóng ở nhóm cuối như Hà Nội 2 và Sơn La thì những trận đấu như thế này, với những đối thủ có trình độ tương đương, sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình. Năm nay Sơn La quay trở lại với giải vô địch quốc gia và họ cũng đón nhận tin vui khi có được sự tài trợ của công ty thiết bị điện Thái Sơn Bắc. Ở đây là huấn luyện viên Lường Văn Chuyên, huấn luyện viên của đội bóng đá nữ Sơn La, người cũng đã gắn bó rất lâu năm với đội bóng vùng Sơn Cước. Cả thị bên đã có một tình huống bứt tốc để gây áp lực với trung vệ Nguyễn Thị Thường bên phía Hà Nội 2. Hòa ơi, kéo về trong. Chun ơi, nghiêng lên rồi. Lan ơi, nghiêng vào trong, đẩy lên, người trên người dưới. Người trong nào. Thúy Nhi. Đó là Thúy Nhi. Tới lượt các cầu thủ Hà Nội 2 kiểm soát bóng và thực hiện một tình huống lên bóng từ phần sân nhà. Linh Trang. Như thường lệ thì Linh Trang vẫn là một trong hai tiền vệ trung tâm của Hà Nội 2. Thùy Nhi. Trong đội hình của U20 Việt Nam thì Thùy Nhi cũng là cầu thủ thường xuyên được bố trí đá ở vị trí hậu vệ cánh trái. Một cầu thủ tuy có vóc dáng khá nhỏ bé nhưng bù lại sở hữu tốc độ. Năm phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua và hai đội vẫn đang nhập cuộc một cách chắc chắn. Với những đội bóng như Sơn La hay là Hà Nội 2 hay là Thành phố Hồ Chí Minh 2, giải vô địch quốc gia là sân chơi mà họ rèn giũa những cầu thủ trẻ của mình và không đặt mục tiêu về mặt thành tích. Kỳ Chụt. Cầu thủ vào số 20 đèo Ki Chun bên phía Sơn La là cầu thủ trẻ nhất trên sân, cùng với Vân Anh và Lê Thị Trang. Ba cầu thủ này đều sinh năm 2007. Bên cạnh đó còn có Hoài Trinh và Nguyễn Thị Thương. Những cầu thủ năm nay mới chỉ 16 tuổi. Hoài Vi. Mình thấy các con, nào có từ, bên nhà nào. cao thủ Sơn La đã nhập cuộc tương đối tự tin. Thùy Nhi. Trọng tài xác định đã có lỗi của một cầu thủ Sơn La. Người bị thổi phạt là Lò Thị Thảo. Tình huống tranh chấp giữa Lò Thị Thảo và Nguyễn Thị Thùy Nhi. Vân Anh. Nguyễn Thị Thường. Những áp lực từ phía các cầu thủ tấn công bên phía Sơn La cũng đã khiến cho hàng phòng ngự của Hà Nội 2 phần nào bị lúng túng. Lò Thị Thảo. Tình huống đập nhà tốt của cao thủ Hà Nội 2. Cú sút ngay. Đó là quyết định dứt điểm của đội trưởng bên phía Hà Nội 2, Bạch Thu Hiển. Quan sát thủ môn Minh Ánh đã lên hơi cao. Thu Hiển đã có một quyết định dứt điểm ngay, nhưng bóng đã đi không chính xác. Nguyễn Thị Thường. Vân Anh. Mất bóng rồi. Hơi chần chừ. Thùy Nhi. Trận đấu đang diễn ra với một nhịp độ tương đối sôi nổi. Kim Hòa. Phút đầu tiên của hiệp 1 đã trôi qua với một thế trận tương đối cân bằng cho cả hai đội. Mặc dù Hà Nội 2 cho thấy quyết tâm sẽ dâng cao để tìm kiếm bàn thắng, nhưng Sơn La họ cũng không chơi phòng ngự một cách bị động. Cao thủ áo xanh cũng rất cố gắng chơi áp sát để tìm kiếm những khoảng trống. Thùy Nhi. Bộ đôi trung vệ của Hà Nội 2 trong ngày hôm nay là Nguyễn Thị Thương và Kim Oanh. Hậu vệ phải của họ là Vân Anh, còn hậu vệ trái là Nguyễn Thị Thùy Nhi. Kim Oanh. Đường chuyền hơi mạo hiểm của thủ thành Hà Thị Minh Ánh. Lên bóng cho Sơn La. Hồ Hải Vân. Vân Anh. Vân Hoàng Thị Hương Lan. Đó là tình huống băng ra cắt bóng của trung vệ Nguyễn Thị Thường. Thu Phương. Sau 4 vòng đấu đã qua của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023, Thành phố Hồ Chí Minh 1 đang là đội bóng dẫn đầu với 10 điểm, 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Trong đó thì chiến thắng trước Than Khoáng Sản Việt Nam ở lượt trận cách đây 3 ngày là một trận đấu rất quan trọng. Thành phố Hồ Chí Minh đã giành chiến thắng một cách rất kịch tính với một tình huống lộn xộn ở thời điểm những phút cuối, khi mà Than Khoáng Sản Việt Nam được hưởng một quả đá phạt đền nhưng họ đã không thực hiện thành công. Ngày hôm nay thử thách cho Than Khoáng Sản Việt Nam là Hà Nội 1. Thành phố Hồ Chí Minh thì gặp Thái Nguyên TNT dễ thở hơn đôi chút. Đó là tình huống dứt điểm của Hoài Trinh. Ngày hôm nay Trương Thị Hoài Trinh là một trong hai tiền đạo của Hà Nội 2. Vẫn chưa có được một tình huống nguy hiểm thực sự nào lên khung thành của cả hai đội. Tình huống tạt bóng tầm thấp là không thực sự hợp lý, khi ở phía trong có quá nhiều cầu thủ áo trắng. Kỳ Chun mất bóng rất nguy hiểm. Hoài Trinh. Không còn tính bất ngờ trong tình huống lên bóng vừa rồi của các cầu thủ Hà Nội 2. Linh Trang, Anh Mỹ, Vân Anh. Các cầu thủ áo trắng buộc phải đưa bóng ngược trở lại để tìm kiếm sự liên kết. Trong tình huống mất bóng vừa rồi của Sơn La thì Hoài Trinh hơi đơn độc. Thùy Nhi. Phần 3 thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua. Tỷ số vẫn đang là không đều. Hai đội vẫn rất đang nỗ lực để tìm kiếm cơ hội áp sát khung thành của đối phương, nhưng chưa có đội bóng nào làm được điều đó. Thu Phương. Kim Hòa. Lo Thị Thảo. Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2023 sẽ diễn ra theo thể thức vòng tròn tính điểm 2 lượt. Lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 16 tháng 11 tới ngày 5 tháng 12. Và lượt về sẽ bắt đầu từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 28 tháng 12. vậy là trước khi kết thúc năm 2023, 2 ngày chúng ta sẽ biết được nhà đương kim, nhà vô địch của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Liệu Thành phố Hồ Chí Minh 1 có thể bảo vệ được danh hiệu đó hay không? Hay sẽ chào đón một nhà vô địch khác? Lúc này thì ở phía trên của bảng xếp hạng vẫn là cuộc đua giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1, Hà Nội 1 và Than khoáng sản Việt Nam. Những đội bóng được đánh giá cao ngay từ đầu về lực lượng cũng như là kinh nghiệm. Mở bóng khá thoáng sang cánh trái, không được. Rất tiếc là cả Thị Mến đã không thể theo kịp đường chuyền của đồng đội. Huấn luyện viên Lường Văn Chuyên vẫn đang rất sát sao với những chỉ đạo ngay trên đường pitch. Sơn La năm nay mang tới giải vô địch quốc gia đội hình ở lứa tuổi rất trẻ, gần như là tất cả các cầu thủ của họ đều dưới 20 tuổi. Cú sút từ rất xa, bóng đi không trúng đích. Đó là cú sút của tiền vệ Lò Thị Hoài Vi. Khá nhịp nhàng. Đường chuyền cuối cùng thì lại đi hơi nhẹ. Tình huống chần chừ rất có thể dẫn đến mất bóng nguy hiểm. Bóng vẫn trong chân cao thủ Sơn La. Lò Thị Thảo. Kỳ Chun. Lên bóng cho cao thủ Hà Nội 1. Ánh Mỹ. Lê Thị Trang. Mất bóng rồi. Trọng tài xác định đã có lỗi của một cầu thủ Hà Nội 2. Người bị thổi phạt là tiền vệ Lê Thị Trang, lỗi đẩy người từ phía sau. Tình huống treo bóng vào của Hoài Vi không tạo ra một cơ hội nguy hiểm cho Sơn La. Hai đội vẫn đang gặp khó trong việc triển khai lối chơi của mình. Một đường chuyền không cho ai. Những tiếng chỉ đạo liên tục ở ngoài đường pitch của huấn luyện viên Lường Văn Chuyên. Ông đã yêu cầu các cầu thủ phải chơi rất tập trung, giữ vị trí và áp sát quyết liệt. Lê Thị Trang. là một tình huống lên bóng ở cánh trái khá thoáng. Hải Vân không được. Kim Anh đã có mặt đúng lúc để cắt bóng tình huống băng xuống của Lò Thị Hằng. Thu Phương không vội vàng. Kim Hòa. Sẽ có quả ném biên cho các cầu thủ Hà Nội 2. Người chạm bóng cuối cùng là Đèo Ki Chun. Kim Oanh. Lò Thị Hằng. Thanh Thủy. Chuyền bóng hỏng rất nguy hiểm. Bóng trong chân cao thủ Hà Nội 2. Lê Thị Trang cú sút ngay. Không khó cho thủ thành Hà Thị Minh Ánh. Góc sút cũng không phải là quá thuận lợi. Nhưng đó là một pha phối hợp tốc độ và quyết đoán của các cầu thủ Hà Nội 2 khi mà Sơn La đang lúng túng ở những tình huống phối hợp ở sân nhà. Rất khó để thực hiện những đường chuyền dài vượt tuyến như vậy. Linh Trang. Lê Thị Trang. Cú dứt điểm thứ hai liên tiếp của tiền vệ mao số 7 bên phía Hà Nội 2. Hà Nội 2 ngày hôm nay ra sân với 4 cầu thủ sinh năm 2007. Rất trẻ. Có thể coi đây là một trận đấu của lứa tuổi U20. Thanh Thủy. Khá mạch lạc. Mất bóng rồi. Bóng thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Hà Nội 2. Vẫn là Lê Thị Trang. Hoài Trinh. Lỗi của một cầu thủ Sơn La. Đó là lỗi của Thu Phương, đội trưởng của câu lạc bộ Sơn La. Tình huống kê chân. Không phải, đó là tình huống mà trọng tài đã thổi phạt với Hoài Trinh. Vẫn chưa thể có một tình huống uy hiếp khung thành của Hà Thị Minh Ánh. Những đường chuyền hỏng đã xuất hiện rất nhiều ở trên sân. Lò Thị Thảo. Thu Phương. Hoài Vi. Ki Chun. Những đường chuyền dài không mang lại hiệu quả cho các cầu thủ Sơn La. Họ cần phải phối hợp. Hoài Vi. Hai cầu thủ Sơn La đã bỏ bóng. Hoài Trinh, Ánh Mỹ, Linh Trang không thể theo kịp. Kim Oanh, lỗi cao chân, trọng tài đã thổi phạt với Hoài Trinh. Vẫn đang thiếu đi những đường truyền sắc bén, những tình huống phối hợp hiệu quả trong những pha lên bóng. Hoài Vy, Thu Phương, mở bóng sang cánh phải khá thoáng, không vượt qua được Thùy Nhi. Vân Liên ngày hôm nay vẫn chưa phải hoạt động gì quá nhiều, khi mà Sơn La họ vẫn đang cố gắng để có thể kiểm soát bóng trước khi nghĩ tới việc phối hợp tấn công. Lỗi của Kim Hòa với tình huống băng lên vừa rồi của Bùi Thị Thương. Người đã bị phạm lỗi là Hoài Trinh. Hoài Trinh đã băng lên với một tốc độ cao, và nếu như có cơ hội để có thể tạt bóng vào cũng là một tình huống nguy hiểm cho khung thành của Minh Ánh. Đứng trước bóng là Thùy Nhi, sẽ là một quả tạt bằng chân trái. Không, với góc sút này thì Thùy Nhi sẽ thực hiện một tình huống treo bóng bằng chân phải. Lò Thị Thảo, Kỳ Chun. Tình huống chần chừ của các cầu thủ Sơn La, cần phải triển khai bóng ngay. Thùy Nhi tiếp tục một quả ném biên cho Hà Nội 2. Thu Phương, Nguyễn Thị Thương, mấy phút của hiệp 1 đã trôi qua. Những tình huống nguy hiểm vẫn chỉ dừng lại ở những cơ hội. Và chúng tôi vừa nói tới những tình huống nguy hiểm chỉ dừng lại những cơ hội thì Hà Nội 2 đã có bàn thắng vượt lên. Tình huống đệm lòng cực kỳ chuẩn xác của Bùi Thị Thương. Chỉ một phút thiếu tập trung của hàng phòng ngự bên phía Sơn La đã khiến họ phải trả giá. Cầu thủ số 11 Bùi Thị Thương ghi bàn thắng cho câu lạc bộ Hà Nội 2. Tỷ số của trận đấu hiện nay: câu lạc bộ 2-1, câu lạc bộ Sơn La 0. về mặt đấy tiếc nuối của huấn luyện viên Lường Văn Chuyên, khi mà các cầu thủ phòng ngự của Sơn La đã để hỏng Bùi Thị Thương, không có một ai kèm tiền vệ máu số 11 của Hà Nội II. Tình huống đệm lòng gọn gàng. Cao thủ Sơn La nghĩ rằng đã có một tình huống mà Bùi Thị Thương ở vị trí việt vị, nhưng quyết định của trọng tài là không. Bàn thắng được tính cho Hà Nội II. Họ đã vượt lên sau 2/3 thời gian thi đấu đầu tiên của hiệp 1. Và đó là lợi thế cho đội bóng thủ đô ở những phút tiếp theo của trận đấu. Thu Vương, Lò Thị Thảo. Lê Thị Trang, 2-3. Đường truyền hơi mạnh của Lê Thị Trang cho Hoài Trinh. Tấm em xuống đường đi ngang khởi động anh. Lò Thị Thảo. Lỗi của Kim Oanh. Cao thủ Sơn La cần phải tìm được sợi dây liên kết giữa các vị trí thay vì truyền dài và không có địa chỉ. Ki Chun. Không có một cầu thủ áo xanh nào có thể chạm bóng sau quả treo bóng vừa rồi của Đèo Ki Chun. Thùy Nhi. Nguyễn Thị Thường. Hoài Trinh. Thanh Thủy. Kim Hòa. Tiếp tục là một đường truyền hỏng của Kim Hòa. Nhưng sau đó Linh Trang đã quá vội vàng. Nếu có thể đi bóng thêm một vài nhịp nữa, cơ hội dành cho Hoài Trinh, hoặc có thể phối hợp với Lê Thị Trang. Cầu thủ cũng đang di chuyển. Hoài Trinh. Đánh chặn tốt. Bóng vỡ trong chân các cầu thủ Hà Nội II. Ánh Mỹ mất bóng rồi. Hải Vân đã bứt tốc sau và bị lép về trong cuộc đua tốc độ. Tình huống tranh chấp vừa rồi, cầu thủ này đã phải phạm lỗi với Thùy Nhi. Sau trận đấu này vào lúc 17 giờ sẽ là trận đấu rất đáng chờ đợi giữa Thái Nguyên TNT gặp Thành phố Hồ Chí Minh 1. Nếu có được thêm 3 điểm nữa trước Thái Nguyên TNT thì Thành phố Hồ Chí Minh 1 họ sẽ gần như nắm chắc ngôi vô địch lượt đi, khi mà ở lượt trận sau đó thì họ chỉ phải gặp những đội bóng bị đánh giá yếu hơn là Phong Phú Hà Nam và Sơn La. Lên bóng từ giữa sân, Bùi Thị Thương, Hoài Trinh, vẫn là Hoài Trinh, rất thoáng. Thúy Nhi làm gì? Không quyết định dứt điểm ngay, hơi chần chừ, mất bóng rồi. Muốn đi bóng đây, tốc độ của Lò Thị Thảo cần phải quan sát phối hợp. Đã có lỗi của Bùi Thị Thương, đó là một tình huống phạm lỗi cần thiết. Cầu thủ Sơn La đang có cơ hội để lên bóng. Nỗ lực dâng cao rất đáng khen ngợi của cả Thị Mến. Đứng trước bóng là Kỳ Chun. Sẽ có quả phát bóng lên dành cho Hà Nội 2. Đình Trang, rất nhiều những đường chuyền hỏng trong hiệp 1 của trận đấu ngày hôm nay. Hoài Vi, Hương Lan, Kim Hòa. Một khống chế bóng không tốt của trung vệ Lương Thị Kim Hòa. Rõ ràng là những tình huống xử lý bóng cá nhân của các cầu thủ Sơn La không thể khiến cho huấn luyện viên Lường Văn Chuyên hài lòng. Rất nhiều lỗi. Kim Oanh, Nguyễn Thị Thương, khá nhịp nhàng. Đây là Hoài Trinh, rất khéo léo. Bùi Thị Thương, tình huống lui về bọc lót kịp thời. Nỗ lực của Lò Thị Thảo. Những phút cuối của hiệp 1 và Hà Nội 2 đang dẫn trước Sơn La với tỷ số 1-0 với bàn thắng được ghi do công của tiền vệ Bùi Thị Thương. Linh Trang, Thùy Nhi, vẫn là các cầu thủ áo trắng. Ánh Mỹ, Vân Anh, Ánh Mỹ, Nguyễn Thị Thường, Kim Oanh, Thùy Nhi, Hải Vân. Một cậu lên bóng ở cánh trái cho Sơn La. Cà Thị Mến. Thu Phương. Đường chuyền vào trong của Hồ Hải Vân. Không có gì nguy hiểm cho khung thành của Vân Liên. Chúng ta có thể nghe rất rõ tiếng chỉ đạo cần phải áp sát ngay bên phần sân đối phương từ bên phía huấn luyện của câu lạc bộ Sơn La. Những áp lực là chưa đủ để khiến cho hàng phòng ngự của Hà Nội 2 gặp lúng túng. Đá phạt cho Sơn La. Vẫn là Đèo Ki Chun đứng trước quả đá phạt này. Phản công cho Hà Nội 2. Những tình huống phù hợp ít chạm nhưng vẫn thiếu đi một chút tinh tế và chính xác ở những tình huống chuyền bóng cuối cùng. Những đường chuyền dài rất khó để có thể thành công khi mà Sơn La vẫn chưa thể bảo đảm được vị trí của các cầu thủ. Kim Oanh. Không được. Phút thứ 45 của trận đấu. Cách biệt đang là một bàn cho Hà Nội 2. Thùy Nhi. Thời gian bù giờ của hiệp 1 là 1 phút. Chỉ có 1 phút bù giờ cho 45 phút thi đấu đầu tiên. Vẫn có gì đó, chút gì đó vội vàng. Rõ ràng hiệp 1 đã diễn ra với một thế trận không quá chênh lệch cho hai đội. Điều khác biệt chỉ đến ở một cơ hội nguy hiểm gần như duy nhất thì Hà Nội 2 đã tận dụng thành công. Bùi Thị Thương, tác giả bàn thắng duy nhất cho tới thời điểm hiện tại. Nguyễn Thị Thương. Lê Thị Trang. Như vậy đúng lúc này trọng tài chính bà Lê Thị Thanh Mai đã nổi còi khép lại hiệp 1 trận đấu giữa Sơn La và Hà Nội 2. Tỷ số hiệp 1 là 1-0 cho đội bóng thủ đô. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong khoảng hơn 10 phút trước khi quay trở lại với những diễn biến của hiệp 2. Thời điểm ngắt quãng đã rất nỗ lực để quay trở lại với sân chơi vô địch quốc gia. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Hai đội đổi sân. Các cầu thủ Sơn La trong bộ trang phục áo xanh, quần xanh, tất xanh. Hiệp 2 sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị khán giả. Thanh Thủy. Bài toán dứt điểm vẫn đang là một bài toán khó cho các cầu thủ tấn công bên phía Sơn La. Họ vẫn đang thiếu đi sự bình tĩnh cần thiết khi mà những pha dứt điểm vẫn đang thực hiện trong tư thế tương đối vội vàng và không thực sự thuận lợi. Kim Oanh. Thùy Nhi. Cầu thủ đã chơi rất năng nổ trong 45 phút thi đấu đầu tiên nơi hành lang cánh trái của Hà Nội 2. Cắt bóng tốt. Pha phối hợp của Bùi Thị Thường với Thùy Nhi. Bạch Thu Hiền. Ánh Mỹ. Lê Thị Trang. Đường truyền sửa lưng đồng đội. Lê Thị Trang. Vẫn là Lê Thị Trang, một cầu thủ mà huấn luyện viên Akira rất tin dùng. Mặc dù mới 16 tuổi nhưng đã có một vị trí vững chắc trong đội tuyển U20 Việt Nam. Linh Trang lấy được bóng rồi. Bạch Thu Hiền. Như vậy là trọng tài xác định lỗi của cao thủ Sơn La. Chúng ta sẽ theo dõi lại tình huống này. Anh ơi, lỗi gì? Lỗi kẹp bóng mà. Theo góc máy này thì có vẻ như là không hề có tác động từ phía cao thủ Sơn La. Huấn luyện viên Lường Văn Chuyên đã có những phản ứng với quyết định vừa rồi của trọng tài chính. Sơn La sẽ đứng trước một tình huống đá phạt. Khoảng cách sẽ là khoảng 30 mét. Trợ lý huấn luyện viên Đào Thị Miện đang dìu Linh Trang ra khỏi sân. Cầu thủ này đang phải bước đi với những bước chân tập tễnh. Bây giờ sẽ là một tình huống cần phải rất tập trung của hàng phòng ngự bên phía Sơn La. Bùi Thị Thương và Ánh Mỹ là hai cầu thủ đứng trước bóng. Cú sút thẳng của Ánh Mỹ, bóng đi hơi cao so với khung thành của Hà Thị Minh Ánh. một cầu thủ của Sơn La đang nằm sân. Người bị đau là Hoài Vi. Hoài Vi đã có tình huống va chạm với Đỗ Thị Ánh Mỹ. Ở lượt trận thứ hai khi gặp Than khoáng sản Việt Nam thì cao thủ Sơn La đã có một trận đấu rất kiên cường. Họ đã giữ sạch lưới tới phút cuối cùng. Đáng tiếc là tình huống tỏa sáng với một cú đánh đầu thành bàn của Thúy Hằng đã khiến cho đội bóng này chưa thể có điểm. Trận đấu tiếp tục. Hương Lan. Kim Hòa. Cắt bóng tốt. Huồng không chia bóng sau đó thì không tốt một chút nào. Lê Thị Trang. Vẫn là Lê Thị Trang. Mở bóng. Rất tốt. Bùi Thị Thương. Goal. Không vào. Vẫn là cao thủ Hà Nội 2. Phạt góc bên phía cánh trái cho đội bóng áo trắng. Một pha phối hợp có nét của các cầu thủ Hà Nội 2. Bắt nguồn từ Lê Thị Trang mở bóng sang cánh trái cho Bùi Thị Thương. Tình huống căng ngang với pha chạm bóng cuối cùng của Hoài Trinh. Tập trung nào, nhìn để các người. Thùy Nhi là người thực hiện quả đá phạt góc này. Đánh đầu. Dứt điểm. 2-0 cho các cầu thủ Hà Nội 2. Một tình huống băng lên từ tuyến 2 hết sức hợp lý và chính xác. Người đã dứt điểm là Đỗ Thị Ánh Mỹ. Cầu thủ số 6 Đỗ Thị Ánh Mỹ. Trên sân lúc này có vẻ như là Lò Thị Hằng đang bị đau. Câu lạc bộ Hà Nội 2 2, câu lạc bộ Sơn La 0. Lò Thị Hằng có lẽ sau nỗ lực phòng thủ vừa rồi đã có những va chạm. Rất nhiều cầu thủ của Sơn La đã bật lên để hỗ trợ phòng ngự trong tình huống vừa rồi. Cách biệt được nhân đôi và lúc này thì Hà Nội 2 đang dẫn trước 2-0. Khó khăn là chống chất cho các cầu thủ Sơn La. Rất khó. Họ cần phải ghi nhất 2 bàn để nghĩ về việc có thể có điểm. Lê Thị Trang không vượt qua được cả Thị Mến. Kim Hòa. Tình huống phối hợp không tốt của các cầu thủ Sơn La. sau khi nhận bàn thua thứ hai thì chắc chắn là đội bóng áo xanh sẽ bị ảnh hưởng phần nào cái tinh thần khi họ đang bước vào hiệp 2 với quyết tâm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Rất khó để vượt qua được hàng phòng tiền vệ bên phía Hà Nội 2. Những đường chuyền của các cầu thủ Sơn La phải có độ chính xác cao nữa. Mất bóng rồi. Thu Hiền. Bùi Thị Thương. Các cầu thủ Hà Nội 2 đang làm chủ tuyến giữa. Sơn La không cầm được bóng. Phương Lan. Kim Hoa. Những đường chuyền dài là rất khó để có thể đưa bóng lên phía trên. Đây là bài tập đã được huấn luyện viên Lường Văn Chuyên rèn giũa cho các cầu thủ Sơn La nhưng chưa thể mang lại hiệu quả. Độ chính xác của đường chuyền của mỗi cá nhân là chưa cao. Bên phía ngoài sân thì một cầu thủ của Hà Nội 2 chuẩn bị được đưa vào sân. Ca Thị Mến cắt bóng tốt. Pha ra vào hợp lý vừa rồi là của Nguyễn Thị Thương. Câu lạc bộ Hà Nội 2 có sự thay đổi cầu thủ mang áo số 7 Lê Thị Trang rời sân, cầu thủ mang áo số 17 An Hoàng Cúc vào sân. Như vậy là Lê Thị Trang đã rời sân để nhường chỗ cho tiền vệ màu số 17 An Hoàng Cúc. Lý Linh Trang cũng được huấn luyện viên Phạm Hùng Vương đưa ra nghỉ. Vào sân là Phương Linh. Hai sự thay đổi người nơi hàng tiền vệ của các cầu thủ Hà Nội 2. Thu Phương. Thanh Thủy. Nỗ lực của Hương Lan. Sơn La có sự thay đổi cầu thủ mang áo số 20 Đèo Ki Chun rời sân, cầu thủ mang áo số 12 bên phía cầu thủ Sơn La vào sân. Cũng có sự điều chỉnh. Hồ Hải Vân rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ mang áo số 12 Đặng Thị Mai. Đặng Thị Mai là một cầu thủ rất đáng chú ý. Trước đây cầu thủ này đã từng được gọi lên tập trung đội tuyển quốc gia. Sau đó Đặng Thị Mai đã không thể hiện được nhiều và không được góp mặt đội tuyển quốc gia trong những năm gần đây nữa. Tình huống cản lướt rất tốt. Đường chuyền vào là chưa thực sự sắc bén. Vẫn là cao thủ Hà Nội 2. Rồi Bùi Thị Thương câu vào. Những sai lầm nơi hàng phòng ngự của Sơn La đã tạo ra một cơ hội nguy hiểm cho Hà Nội 2. Suýt chút nữa thì Bùi Thị Thương đã có thể ghi tên mình với một cú đúp. Tình huống mà Minh Ánh đã phản xạ rất tốt. Đánh đầu. Thùy Nhi. Nguyễn Thị Thương. Hoài Vy. Lấy bóng rất hay. Trong những phút đã qua thì Bùi Thị Thường đang tỏ ra rất ấn tượng trong những tình huống tranh chấp tay đôi. Thu Hiền. Một cầu thủ Sơn La đang bị đau nhưng trận đấu vẫn đang tiếp tục. Lợi thế cho Sơn La. Cà Thị Mến. Quá nhiều cầu thủ áo trắng. Ánh Mỹ mở bóng lên cho cầu thủ vào sân thay người An Hoàng Cúc. Rất thuận lợi. Phạt góc bên cánh phải cho Hà Nội 2. An Hoàng Cúc vào sân và đang có nền tảng thể lực sung sức. Những tình huống leo biên của cầu thủ này đang tạo ra một làn gió mới cho những pha phối hợp tấn công của Hà Nội 2. Hòa đang bị đau. Một cầu thủ khác của Sơn La đang chuẩn bị được huấn luyện viên Lường Văn Chuyên đưa vào sân. Có vẻ như là một chấn thương không nhẹ. Kim Hòa đang gặp vấn đề với cái cổ chân của mình. Ở phía ngoài sân thì Lương Thị Thúy đang khởi động. Sơn La tiếp tục đứng trước một tình huống sóng gió với một quả phạt góc bên phía cánh phải dành cho Hà Nội 2. Dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Cú sút vừa rồi là của Vân Anh. Có liên tiếp hai sự điều chỉnh bên phía câu lạc bộ Sơn La. Phút thứ 65 của trận đấu, cách biệt đã được nhân đôi cho các cầu thủ Hà Nội 2 với bàn thắng của Đỗ Thị Ánh Mỹ. Sơn La có sự thay đổi. Kim Hòa đã không thể tiếp tục thi đấu. Lương Thị Kim Hòa rời sân, cầu thủ số 14 Lương Thị Thúy. Thay cho Kim Hòa trong những phút tiếp theo sẽ là Lương Thị Thúy. Thanh Thủy rời sân, cầu thủ vào số 7 Lò Thị Son vào sân. Thanh Thủy cũng rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ áo số 7 Lò Thị Son. Cầu thủ Sơn La đang quây giáp các cầu thủ Hà Nội 2 ngay bên phần sân của đội bóng áo trắng. Dù vậy thì đội bóng thủ đô vẫn đang bình tĩnh để có thể triển khai bóng từ phần sân nhà. Ánh Mỹ, Thu Hiền, cánh trái là Bùi Thị Thương đang di chuyển. Mở bóng khá thoáng. Quả phạt góc tiếp theo cho các cầu thủ Hà Nội 2. Phương Linh. Treo bóng. Dứt điểm không được. Tình huống sút trượt bóng của Bùi Thị Thường. Hương Lan. Cơ hội cho các cầu thủ Sơn La. Treo bóng. Nguy hiểm. Lò Thị Son đã có tình huống nguy hiểm trong khu vực 5m50. Nhưng thủ thành Vân Liên đã băng ra một cách chính xác. Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 2 đã trôi qua. Thế trận vẫn chưa có nhiều những sự khởi sắc cho các cầu thủ Sơn La. Thậm chí họ đang đứng trước một tình thế khó khăn hơn khi mà Hà Nội 2 đã có bàn thắng thứ 2. Thế trận trên sân cũng cho thấy Hà Nội 2 vẫn đang là đội bóng kiểm soát tốt mọi thứ. Ánh Mỹ, Thu Hiền. Và rất khó để Sơn La có thể tạo ra một sự khác biệt với thế trận khó khăn như thế này. Họ không chỉ cần phải làm tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn phải cố gắng để tìm cơ hội ghi bàn. Phương Linh. Vẫn là Phương Linh. Ánh Mỹ. Lỗi của Lò Thị Thảo với Đỗ Thị Ánh Mỹ. Tình huống diễn ra ngay trước mặt của trọng tài Lê Thị Thanh Mai. Quyết định được đưa ra một cách rất nhanh chóng. Một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho Hà Nội 2. Khoảng cách lụng của cú sút này là gần hơn so với quả phạt trước đó mà đội bóng Thủ Đô được hưởng. Vẫn là Bùi Thị Thương với một góc sút rất phù hợp với một cầu thủ thuận chân trái. Rất có thể sẽ làm cú sút thẳng. Bóng đã dội sang ngang. Một pha sửa bóng bằng chân trái khá đẹp mắt của Bùi Thị Thường. Rất tiếc là Sang Nga không thành đã từ chối bàn thắng của các cầu thủ Hà Nội 2. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại cú sút phạt rất tốt của cầu thủ báo số 11. Muốn đưa bóng đi vào góc cao không thành. Thiếu một chút may mắn nữa thôi. Bàn thắng thứ 3 dành cho Hà Nội 2. Lần này thì đã có lỗi của một cầu thủ Hà Nội 2. Tình huống mà Phương Linh và Vân Anh đã áp sát rất quyết liệt với Lò Thị Son. Người phạm lỗi là Vân Anh. Kỳ Chun đánh đầu không vào. Đó là cơ hội đáng kể nhất kể từ đầu trận đấu dành cho các cầu thủ Sơn La. Người đã băng vào có lẽ là Đặng Thị Mai. Bóng đã bật tay thủ thành Vân Liên, chạm vào Bùi Thị Thương và đi ra ngoài. Đây là tình huống dẫn đến bàn thắng thứ hai của các cầu thủ Hà Nội 2. Tất cả các cầu thủ áo xanh đã bị hút vào những cầu thủ áo trắng trong khu vực 5m50 và Anh Mỹ đã có đủ khoảng trống để thực hiện pha dứt điểm. Nếu như ngày hôm nay Hà Nội 2 có được chiến thắng trước Sơn La thì họ sẽ có được trận thắng thứ hai ở mùa giải. Nếu như tình huống này thành bàn thì cách biệt là 3 bàn và đó sẽ là một sự đảm bảo vững chắc hơn cho các cầu thủ Hà Nội 2. Kỳ Chun. Tình huống đá phạt góc không tốt. Phút thứ 75 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là 2-0 dành cho Hà Nội 2. Hương Lan. Vân Anh. Phương Linh lên bóng cho các cầu thủ Hà Nội 2. Phương Linh. Chuyền bóng hơi non. Tình huống vừa rồi đã đặt An Hoàng Cúc vào một tư thế không thực sự thuận lợi khi nhận bóng. Cầu thủ Sơn La cũng đang rất cố gắng khẩn trương, tranh thủ thời gian để tìm kiếm bàn thắng. Dù vậy thì họ cũng vẫn đang cho thấy rất nhiều những đường chuyền hỏng trên sân. Lò Thị Son, vẫn là Lò Thị Son, đường chuyền không chính xác. Bùi Thị Thương đang bị đau. Bùi Thị Thương là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất ngày hôm nay bên phía Hà Nội 2. Đóng góp một bàn thắng và có một cú sút đưa bóng dội sang ngang khung thành của Sơn La. Một tình huống mà cầu thủ này có vẻ như là mất trụ và bị thương, bị đau chứ không có một tác động nào. Chúng ta đang nhìn thấy huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi, người sẽ chỉ đạo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 ở trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ ngày hôm nay từ trên khán đài. Sau tình huống ở cuối trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Than Khoáng Sản Việt Nam, tình huống dẫn đến quả penalty và đã có những phản ứng từ bên phía ban huấn luyện của Thành phố Hồ Chí Minh 1, thì huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đã phải nhận một án phạt từ ban tổ chức, đó là phạt 2,5 triệu đồng tiền mặt cùng với quyết định cấm chỉ đạo 2 trận ở vòng 5 và vòng 6 của giải vô địch quốc gia. Như vậy là huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi sẽ không được trực tiếp chỉ đạo đội bóng của mình trong trận đấu với Thái Nguyên TNT cùng với Phong Phú Hà Nam. Phút thứ 80 của trận đấu. Vẫn là một thế trận tốt cho các cầu thủ Hà Nội 2. Ca Thị Mến. Những đường chuyền cuối cùng không chính xác. Rất khó để Sơn La có thể tạo ra một sự đột biến nếu như vẫn chuyền bóng như vậy. Lò Thị Son. Bùi Thị Thương vẫn đang ở ngoài sân và có thể sẽ có một sự thay đổi người từ phía huấn luyện viên Phạm Hùng Vương. Ngoài sân thì Thùy Linh đã sẵn sàng. Câu lạc bộ Hà Nội 2 có sự thay đổi cầu thủ số 11 Bùi Thị Thương rời sân, cầu thủ số 38 Trịnh Thị Thùy Linh vào sân. Thùy Linh sẽ đá chám vào vị trí mà Bùi Thị Thương để lại. Bùi Thị Thương đã có một trận đấu tốt, một bàn thắng để phá vỡ thế quân bình của trận đấu và một cú sút đưa bóng đi dội sang ngang. nỗ lực trong khoảng 10 phút cuối trận của các cầu thủ Sơn La liệu có mang tới cho một bàn thắng hay không. Vẫn rất cố gắng để tranh chấp, nhưng mà rõ ràng kỹ năng xử lý bóng và những đường chuyền phối hợp của các cầu thủ Sơn La trận đấu ngày hôm nay chưa đạt đến sự nhuần nhuyễn, cần phải cải thiện rất nhiều. Mở bóng rất thoáng sang cánh trái, Ca Thị Mến, Ca ngang, Cơi. Bóng đã đi ngang qua khung thành của Vân Liên, vẫn chưa thể có bàn thắng cho Sơn La. Tuyến 2, Hoài Vi. Cú sút không chính xác. Phút thứ 85 của trận đấu. Sơn La đang dồn đội hình lên khá cao để gây sức ép, nhằm tìm kiếm một bàn thắng. An Hoàng Cúc, Phương Lan, Ca Thị Mến. Lò Thị Hằng đã không thể theo kịp đường chuyền của đồng đội. Đường chuyền quá khó của Cả Thị Mến, và tốc độ của Lò Thị Hằng cũng không đủ. Thu Hiền, Phương Linh, 3 đánh 3. Hoài Trinh vẫn là cao thủ Hà Nội 2. Cảm thấy một sự mong manh lên hàng phòng ngự của Sơn La. Hương Lan, bóng vỡ trong sân. Các cầu thủ Sơn La đang dồn lên để gây sức ép và tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Ôi! Cú sút quá hiền của Đặng Thị Mai. Bóng đi thẳng vào vị trí của Vân Liên. Một pha cứa lòng vào góc cao sẽ là một phương án khả dĩ hơn. Lương Thị Thúy. Hương Lan. Lò Thị Son. Bên phía cầu thủ Hà Nội 2 có hai sự thay đổi người. Anh Mỹ rời sân. Có sự thay đổi cầu thủ số 46 Lê Thị Kim Oanh rời sân, cầu thủ mã số 2 Nguyễn Thị Linh vào sân. Nguyễn Thị Linh vào sân thay thế cho Kim Oanh. Cầu thủ mã số 4 Nguyễn Thị Vân Anh cũng rời sân. Cầu thủ mã số 51 Nguyễn Thị Nữ vào sân. Như vậy là hai trung vệ của Hà Nội 2 đều được đưa ra nghỉ. Lò Thị Son. Hoài Trinh. Chỉ có một mình Hoài Trinh ở phía trên. Bình tĩnh phối hợp Phương Linh. Kỳ Trùn. Ca Thị Mến. Hoài Vi. Thúy Linh. Thời gian bù giờ của trận đấu là 5 phút. 5 phút bù giờ cho những nỗ lực cuối cùng của cả hai đội. Chiến thắng đang đến rất gần với các cầu thủ Hà Nội 2. Đó là chiến thắng thứ 2 của họ ở giải năm nay. Trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp đó là Thành phố Hồ Chí Minh 2 và Sơn La. Chỉ còn khoảng chưa đến 5 phút nữa họ sẽ hoàn thành được mục tiêu. Thùy Linh. Hoài Trinh. Hải Vân. Lò Thị Thảo. Hoài Vi. Tình huống phá bóng an toàn của Nguyễn Thị Thương. Vẫn là Nguyễn Thị Thương. Rất tốt. Phương Linh. Phương Linh không vượt qua được Lường Thị Thúy. Lò Thị Son. Cơ hội cho các cầu thủ Sơn La. Thu Phương. Chỉ có thể sút xa từ ngoài khu vực 16m50. Phút bù giờ thứ 3. Lò Thị Son. Lỗi chuyền hỏng. Bóng trong chân các cầu thủ Hà Nội 2. Rất bình tĩnh Ánh Mỹ. Thùy Nhi. Các cầu thủ Hà Nội 2 không việc gì phải vội vàng. Mất bóng. Thu Phương. Những quyết định dứt điểm rất không hợp lý. Đủ giờ thứ 4 rồi. Thu Hiền. Cắt bóng tốt. Hoài Trinh mở bóng cho Phương Linh. Vẫn là Phương Linh. Buổi khống chế bóng rất đáng tiếc của Hoài Trinh. Thu Phương. Tốc độ bên cánh phải. Lò Thị Hằng. Huấn luyện viên Lường Văn Chuyên và các học trò có lẽ phải nhận trận thua thứ 5. Họ đã có một trận đấu rất cố gắng, nhưng cố gắng là chưa đủ để giúp cho đội bóng này có được điểm số đầu tiên tại giải. An Hoàng Cúc. Lỗi của Hoài Trinh. Kê chân của Hoài Trinh đối với cầu thủ của Sơn La. Và lúc này trọng tài đã nổi còi khép lại trận đấu giữa Sơn La và Hà Nội 2 trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia. Câu lạc bộ Hà Nội 2 có chiến thắng thứ 2 ở mùa giải năm nay cùng với tỷ số 2-0. Trận đấu đầy nỗ lực của các cầu thủ Sơn La nhưng họ vẫn chưa thể có được điểm số ở mùa giải 2023 và trước mắt họ sẽ là những trận đấu rất khó khăn trước những đội bóng mạnh và được đánh giá cao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong khoảng ít phút nữa với trận đấu giữa Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thái Nguyên TNT.